quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Xin trân trọng kính chào quý vị. Trong chương trình Lời Sống Hàng Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền từ đoạn 19 đến đoạn 22. Tôi xin được khai sự Khải Huyền đoạn 19, bài ca về sự hủy diệt Babylon. Sau đó, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của một đoàn người đông đảo nói rằng: Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh quang và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài là chân thật và công minh. Ngài đã phán xét đại kỹ nữ, kẻ đã dùng sự dâm loạn của mình làm hư hỏng đất. Và Ngài đã báo thù về máu của các đầy tớ Ngài do kỹ nữ ấy làm đổ ra. Họ nói lần thứ hai: Hallelujah, khói của nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão và 4 sinh vật phủ phục và thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngai và nói: Amen, Hallelujah. Có tiếng từ ngai bảo rằng: tất cả các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta, những người kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, hãy ca ngợi Ngài. Lễ cưới chiên con. Rồi tôi nghe có tiếng như tiếng của một đoàn người đông đảo, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm lớn nói rằng: Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta trị vì. Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã đến và vợ Ngài đã chuẩn bị mình sẵn sàng. Nàng đã được ban cho áo bằng vải gai mịn sáng chói và tinh khiết để mặc vào. Vải gai mịn là những việc công chính của các thánh đồ. Thiên sứ nói cùng tôi rằng: hãy viết phước cho những người dự tiệc cưới chiên con. Thiên sứ lại nói: đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi phủ phục dưới chân thiên sứ để thờ lại, nhưng thiên sứ bảo: đừng làm như vậy. Ta là bạn đồng lao với ngươi và các anh em ngươi, là những người giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì lời chứng của Đức Chúa Giêsu là tinh thần của lời tiên tri, đấng thành tín và chân thật. Bây giờ tôi thấy trời mở ra, và kìa, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi ngựa có tên là thành tín và chân thật. Ngài phán xét và chiến đấu trong sự công chính. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên, trên có đề một danh mà ngoài Ngài không ai biết được. Ngài mặc áo đã được nhúng trong máu, danh Ngài được gọi là lời Đức Chúa Trời. Các đạo quân trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và tinh khiết, cưỡi ngựa trắng đi theo Ngài. Từ miệng Ngài có một lưỡi gươm bén, dùng để đánh các nước. Ngài sẽ cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng ép nho của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo và trên đùi Ngài có ghi một danh: vua của các vua, chúa của các chúa. Chiến thắng con thú và kẻ tiên tri giả. Rồi tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời, lớn tiếng gọi các loài chim chóc bay giữa trời: hãy đến, hãy tụ họp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, để ăn thịt các vua, thịt các tướng lĩnh, thịt những người có thế lực, thịt ngựa và những người cưỡi ngựa, thịt của tất cả mọi người, cả tự do lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn. Tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng với quân đội của họ tập trung lại để tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và quân đội của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả, kẻ đã thực hiện những dấu lạ trước mặt con thú để lừa dối những người đã nhận dấu của con thú và những người thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt. Cả hai đều bị quăng xuống hồ lửa lưu huỳnh đang bùng cháy. Những người còn lại đều bị giết bằng thanh gươm ra từ miệng của đấng cưỡi ngựa. Tất cả chim chóc đều ăn thịt họ no nê. Khải Huyền đoạn 20. Đức Chúa Giêsu trị vì 1000 năm. Rồi tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Satan, và xiềng nó lại 1000 năm. Người ném nó xuống vực sâu, đóng cửa vực và niêm phong lại, để nó không còn lừa dối các nước nữa, cho đến khi 1000 năm chấm dứt. Sau đó, Satan phải được thả ra một thời gian ngắn.
tôi thấy các ngai và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và lời Đức Chúa Trời, và linh hồn của những người không thờ lại con thú cùng hình tượng nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy đều được sống lại và trị vì với Đấng Christ 1000 năm. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi 1000 năm ấy chấm dứt. Đây là sự sống lại thứ nhất. Phước thai và thánh thai là những người được giữ phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Họ sẽ trị vì với Ngài 1000 năm. Sự chiến bại đời đời của Satan. Khi 1000 năm chấm dứt, Satan sẽ được thả ra khỏi chỗ giam cầm. Nó sẽ đi ra lừa dối các dân ở bốn phương trên đất là dân Gót và Magót để tập trung chúng lại cho chiến tranh. Quân số của chúng đông như các bờ biển. Chúng tràn ra khắp đất, vây trại của các thánh đồ và thành được yêu quý. Những lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng. Còn ma quỷ là kẻ lừa dối, họ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh. Trong đó đã có con thú và kẻ tiên tri giả. Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm, cho đến đời đời. Sự phán xét cuối cùng. Bây giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai. Trước mặt ngài đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Khải Huyền đoạn 21. Trời mới, đất mới, thành Jerusalem mới. Khi ấy tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói rằng: kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc hoặc đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đứng ngồi trên ngai phán: này, ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật. Ngài lại phán: hãy viết đi, vì những lời này là đáng tin cậy và chân thật. Rồi Ngài phán với tôi: xong rồi, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Người nào khác, ta sẽ cho uống nước miễn phí từ nguồn nước sự sống. Người nào thắng sẽ nhận được những điều này làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời ngươi, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bùng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Một trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai họa cuối cùng đến nói với tôi rằng: hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cô dâu là vợ của chiên con. Tôi được thánh linh cảm hóa và thiên sứ đưa tôi đến một ngọn núi lớn rất cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chói sáng vinh quang của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành giống như một viên ngọc quý, như ít ngọc trong suốt. Thành có tường lớn và cao với 12 cửa. Tại các cửa có 12 thiên sứ, và trên các cửa có viết tên 12 bộ tộc của dân Israel. Phía đông của thành có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Tường thành có 12 nền, trên đó có 12 tên là tên 12 sứ đồ của chiên con. Thiên sứ đang nói với tôi có cây thước là một cây gậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường thành. Thành hình vuông, chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây gậy và đo được 2400 cây số, chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. Thiên sứ cũng đo tường thành được 65 mét, theo thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thành xây bằng bích ngọc, còn thành thì bằng vàng ròng, trong như thủy tinh. Các nền của tường thành được trang trí bằng mọi loại đá quý,
nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng ngọc lam bửu, nền thứ ba bằng ngọc mã não, nền thứ tư bằng ngọc lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích và nền thứ mười bằng ngọc vĩ túy, nền thứ 11 bằng ngọc hồng bửu và nền thứ 12 bằng ngọc tứ bửu. 12 cửa làm bằng 12 viên ngọc trai, mỗi cửa là một viên ngọc nguyên khối, đường trong thành bằng vàng ròng, trong như thủy tinh. Tôi không thấy đền thờ nào trong thành, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và là chiên con, là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành, và chiên con là đèn của thành. Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành, các vua trên đất sẽ đem vinh quang mình vào đó. Những cửa thành suốt ngày không đóng vì tại đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh quang và sự tôn trọng của các dân vào đó. Tất cả những kẻ ô uế, kẻ làm điều ghê tởm, kẻ nói dối đều không được vào thành, ngoại trừ những người được ghi trong sách sự sống của chiên con. Khải Huyền đoạn 22. Phước của những người được chọn. Khi ấy thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống, trông như pha lê ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai chiên con, chảy qua giữa đường phố của thành. Hai bên bờ sông có cây sự sống ra quả 12 mùa, mỗi tháng ra quả một lần, và lá cây dùng để chữa lành cho các dân. Sẽ chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngai của Đức Chúa Trời và ngai chiên con sẽ ở trong thành, và các đầy tớ ngài sẽ phục vụ ngài. Họ sẽ được thấy mặt ngài và danh ngài sẽ ở trên trán họ. Đêm sẽ không còn nữa và người ta không còn cần đến ánh sáng đèn hay mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ và họ sẽ trị vì đời đời. Kết luận, những lời tiên tri của sách này là chắc chắn. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là đáng tin cậy và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của tâm linh các nhà tiên tri đã sai thiên sứ của ngài đến bày tỏ cho các đầy tớ ngài những điều sắp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước cho những người vân giữ những lời tiên tri trong sách này. Tôi là Giăng, người đã nghe và thấy những điều này. Khi nghe và thấy xong, tôi phủ phục dưới chân vị thiên sứ đã bày tỏ những điều này cho tôi để thờ lại. Nhưng thiên sứ bảo tôi, đừng làm thế, ta là bạn đồng lao với ngươi, với anh em ngươi là các nhà tiên tri và với những người vân giữ lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi thiên sứ lại bảo tôi, đừng niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần rồi. Kẻ nào bất chính cứ làm điều bất chính, kẻ nào ô uế vẫn cứ ô uế, còn người công chính cứ làm điều công chính, người thánh thiện cứ sống thánh thiện. Này, ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm. Ta là Alpha và Omega, là đầu tiên và cuối cùng, là khởi nguyên và tận cùng. Phước cho những người giặt áo mình để có quyền đến nơi cây sự sống và được vào thành qua các cửa. Những lũ chó, những kẻ hành nghề ma thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng những kẻ ưa thích và thực hiện sự giả dối đều ở ngoài. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến để làm chứng những điều này cho các con trước mặt các hội thánh. Ta là cội rễ và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và cô dâu cũng nói, hãy đến. Người nào nghe cũng hãy nói, hãy đến. Ai khác hãy đến. Người nào muốn hãy đến nhận nước sự sống miễn phí. Tôi khẳng định với tất cả những người nghe lời tiên tri trong sách này rằng nếu ai thêm gì vào những lời này thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa đã ghi trong sách này. Còn nếu ai bớt điều gì trong các lời của sách tiên tri này thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần của người ấy về cây sự sống và thành thánh đã được ghi trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều này phán, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Chúa là Đức Giê-xu, xin hãy đến. Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Giê-xu ở với mọi người. Amen. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.